Nguyễn Quang Bích, còn có tên là Ngô Quang Bích, tự Hàm Huy, hiệu Ngư Phong, là quan nhà Nguyễn, nhà thơ và là lãnh tụ cuộc khởi nghĩa chống Pháp tại vùng Tây Bắc Việt Nam. Ngô Quang Bích sinh ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Thìn, tức ngày 7 tháng 5 1832, tại làng Trình Phố, huyện Trực Định, phủ Kiến Xương, tỉnh Nam Định, nay là làng Trình Nhất, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Vào những ngày tháng 8 lịch sử, chúng tôi trở lại xã Xuân An, huyện Yên Lập, nơi có khu di tích lịch sử văn hóa, căn cứ Tôn Sơn, Mộ Xuân, để thắp nén tâm hương tưởng nhớ Ngư Phong Ngô Quang Bích, người có công lớn trong phong trào Cần Vương chống Pháp. Đường lên căn cứ quanh co, bên dưới là khe sâu, suối chảy róc rách, rừng đại ngàn. Khu di tích chiến khu Ngô Quang Bích rợp mát một màu xanh. Nơi đây xưa kia, vị danh tướng cầm quân chính trực đã đóng quân, củng cố phong trào, chuẩn bị lực lượng kháng chiến lâu dài. Cuối thế kỷ thứ 19, dưới ngọn cờ của Ngô Quang Bích, nhân dân Phú Thọ đã hăng hái gia nhập đội quân cứu nước, cứu nhà. Nhiều sĩ phu và các thổ hào làng xã tham gia vào cuộc kháng chiến, được Ngô Quang Bích phong chức đề đốc tán lý, lãnh binh, đã khích lệ mọi người tích cực đóng góp cho công cuộc chống Pháp. Danh tiếng của ông đã trở thành lời hiệu triệu cho văn thân sĩ phu từ mọi miền về hội tụ dưới ngọn cờ của bậc hào kiệt. Chính vì thế nên Phú Thọ đã trở thành nơi tập hợp thống nhất lực lượng kháng Pháp mạnh mẽ nhất bây giờ. Sau khi giành được nhiều trận thắng lớn, nghĩa quân Ngô Quang Bích ở căn cứ Tiên Động, nay thuộc xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, phải chống chọi với nhiều cuộc tấn công của quân Pháp. Sau nhiều lần Pháp càn quét vào Tiên Động, căn cứ và lực lượng nghĩa quân vẫn được bảo toàn. Nhưng Ngô Quang Bích và các cộng sự xét thấy địa thế Tiên Động khá hẹp, lại bị hao tổn binh lực sau mấy trận cản, nên đã đem quân lên Nghĩa Lộ, Yên Bái, xây dựng căn cứ mới vào năm 1887. Để tránh sự vây giáp của quân giặc, tháng 5 năm 1888, ông đưa quân rời Nghĩa Lộ về Yên Lập, xây dựng căn cứ tại núi Tôn Sơn, Mộ Xuân để củng cố phong trào kháng chiến lâu dài. Khi mới đến Khe Cháu, Ngô Quang Bích được nhân dân nơi đây tận tình giúp đỡ. Gia đình anh em cụ Lãnh Sành và Lý Sỏi cùng dân bản giao, người Mường đã đón thợ rèn về nhà, rèn vũ khí cho mình và cho nghĩa quân. Dân bản cùng nghĩa quân luyện tập quân sự, củng cố lực lượng, chuẩn bị đánh Pháp. Khi biết giặc Pháp cho người đến khu Mộ Xuân dò la tin tức nghĩa quân, hai anh em Lãnh Sành và Lý Sỏi đã đưa Ngô Quang Bích cùng nghĩa quân vượt đèo vàng lên khe núi Tôn Sơn, lập đại bản doanh tại đó. Tại căn cứ Tôn Sơn, Ngô Quang Bích cho nghĩa quân ngày đêm luyện tập quân sự, quan trọng hơn là chuẩn bị lương thảo phục vụ cho kế hoạch đánh Pháp vào đầu năm 1890. Thế nhưng kế hoạch chưa kịp thực hiện thì Ngô Quang Bích đột ngột lâm bệnh và tạ thế vào ngày 15 tháng Chạp năm Canh Dần, tức ngày 24 tháng 1 năm 1890, thọ 59 tuổi, tại đại bản doanh của nghĩa quân. Thi hài của ông được quân sĩ mai táng trên núi Tôn Sơn. Thời gian hoạt động chỉ có 2 năm, 1889-1890, nhưng căn cứ Tôn Sơn đã đánh dấu bước chuyển, là nơi ghi dấu những hoạt động của Ngô Quang Bích, lãnh tụ của phong trào Cần Vương chống Pháp. Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, ngày 20 tháng 1 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định xếp hạng căn cứ Tôn Sơn, Mộ Xuân là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tuy Ngô Quang Bích đã qua đời hơn một thế kỷ, song căn cứ Tôn Sơn, Mộ Xuân
nơi ông hoạt động. Tên tuổi và hình ảnh của ông vẫn còn in đậm trong ký ức của các thế hệ người dân xã Xuân An. Tưởng nhớ công lao người có công lớn trong phong trào Cần Vương chống Pháp, vào dịp cách mạng tháng 8, người dân khắp nơi lại trở về dãy núi Tôn Sơn linh thiêng để tưởng nhớ vị ngư phong tài thao lược về dự đoán tình hình, nghệ thuật dùng binh, chiến thuật vũ trang và đặc biệt là lấy núi rừng Thượng Du, Tây Bắc làm căn cứ chống giặc. Dùng lối đánh du binh và du kích, dùng bẫy đá, chông tre, địa lôi tự tạo khá hiệu quả. Đây cũng là một chiến lược độc đáo về quân sự, khiến quân thù bao phen hồn siêu phách lạc.